Hi, chào buổi sáng, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của Thanh Lê. Hiện tại Thanh Lê đang có mặt tại bãi trước thành phố Vũng Tàu. Sáng nay thì mình sẽ review cho các bạn quán cà phê Fashion nằm trên số 2 đường Trương Định. Thì hiện tại thì mình đang ngồi bên này, mình đang sáng chứ đó. Mình đang sáng xong thì mình sẽ ghé qua quán cà phê. Thì sáng nay mình có mua một hộp xôi gà, mình mua trên dọc đường đi thì với giá là 20k, thì có chả, có thịt heo, có đồ chua và đặc biệt là có nước sốt và pate rất là ngon. Thì ăn sáng xong mình sẽ review quán cà phê cho các bạn. Hiện tại thì mình đã tới quán cà phê rồi, thì mình đã gửi xe, thì bây giờ mình sẽ đi thang máy lên tầng thứ 19. Ủa em ơi, cái này kem menu tại bàn hay ở đây anh? Cái này kem menu tại bàn hay là ở quầy? À, tại quầy luôn. Ủa này anh cầm ở bàn đúng không em? Rồi. Thì menu ở đây mức giá đó là vừa phải luôn. Thì tầm từ 55 tới tầm 60 ngàn thôi. Là có cà phê, có trà, nước ngọt thì cũng tầm 55 ngàn thôi. Còn nước ép thì 60k, 60, 70 ngàn. Chắc cái vô kêu menu chứ hình như ở đây họ nhân viên ngọc không ra. Em ơi, cho kem nước đi. Cho anh một cà phê sữa nha. Đúng rồi, sữa đá. Và sẵn nhanh luôn. Rồi, cảm ơn nha. Thì trong thời gian chờ đợi nước thì mình sẽ quay toàn cái cảnh view cho các bạn xem nha. Mình sẽ đi xung quanh quán một vòng để cho các bạn xem nhé. Thì phía trên mình đó là hồ bơi vô cực và cà phê luôn. Đây, quán cà phê trên sân thượng này. Thì từ trên sân thượng á, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cái khung cảnh thành phố á. Bên này là núi núi nhỏ, còn hải đăng, còn xa xa kia là tượng Chúa Kitô, còn phía bên này á, phía bên này chính là trung tâm thành phố luôn và bãi sau. Hôm nay gió hơi lớn.
bơi vô cực. Đây. Từ địa điểm này các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bãi trước và con đường Trần Phú. Xa xa kia đó chính là ngọn hải đăng, đoạn ngọn núi núi lớn Hồ Mây. Đây. Đây. Còn xa xa này á là toàn bộ khúc ở thành phố. Đây. Bên đây là khu vực phía trong nhà. Thì ngồi ở quán cà phê Fashion này thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố Vũng Tàu. Thì với mức giá mình thấy là trung bình là từ 55 tới 80 ngàn từ mức giá thì mình cũng là vừa phải để mình ngồi đây. Thì video của Thanh Lê thì đến đây cũng là hết rồi. Thì nếu các bạn thấy cái video hay và ích thì các bạn hãy để lại một sub, một like và một chia sẻ để ủng hộ kênh của Thanh Lê nhé. Tạm biệt cả nhà.